thành thực tế thế nào. Và thực tế như thế nào, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, xin chúc mừng. Như vậy là không có ai trả lời sai ở câu hỏi này. Xin chúc mừng tất cả những người cùng chơi chúng ta. Như vậy thì bạn vẫn giữ nguyên được mức thưởng ở thời điểm hiện tại, đó là 15 triệu đồng. Mọi chuyện thì đều có